Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh 5T. Thì mặc dù là rất là khuya rồi, hôm nay là giờ đã hơn 10 giờ, ngày 19 tháng 4. Thì vẫn phải lọ mọ để test con đáy đua D4 cho anh Hùng tại thành phố Hồ Chí Minh nhé. Bác này là rất là chịu chơi, chơi một con đáy này luôn. Thì do đây là cái dòng đáy rất là mắc tiền, cho nên mà từng con một trước khi mà gửi cho khách hàng thì em sẽ test cho các bác. Và đúng như con đẩy này là sẽ gửi cho các bác luôn. Thì phải test trước khi cho các bác và quay clip luôn. Tránh cho các bác yên tâm khi gọi là mua hàng bên cửa hàng em. Thì ngoài cái chính sách là bảo hành 3 tháng như cam kết, bao zin, bao xịn, thì bên em sẽ còn bao test cho các bác như thế này. Và em sẽ test trước khi gửi và đăng lên video. Đăng video lên cho các bác chúng ta xem. Đấy, xem mới trước khi gửi hàng. Thì con đẩy này thì phải nói rằng là chỉ những bác nào thực sự là có điều kiện, đam mê và gọi là có một kiến thức gọi là yêu yêu về audio thì các bác mới dám bỏ hầu bao ra để mua những con đĩa như thế này. Vì cái khi mà cái giá mới của nó rơi vào tầm 200 triệu thì có lẽ của chúng ta có điều kiện cũng chưa chắc lại dám mua. Tuy nhiên là cái giá hàng bãi thì nó rẻ hơn rất là nhiều, nó chỉ bằng một phần, nó chỉ bằng 20% so với giá mới, nó rơi vào tầm như thế. Đây mà các bác nên đây là cái sự gọi là cơ hội để chúng ta sở hữu những cái con đẩy như thế này. Thì cam kết của hàng em là nó thật, thì các bác nào đã từng chơi cà rao những cái dòng đẩy đắt tiền, khi mà các bác mà đã dùng chơi sang con này thì khẳng định các bác là chúng ta sẽ phải tắt điện. Đấy, tắt điện luôn, vì nó gặp con này thì nó quá hay, quá khỏe và quá hay và quá là cao cấp luôn. Và thực sự là trong đời bán âm thanh của em lần đầu tiên thì em cũng tiếp xúc được con đẩy nó cao cấp như thế này. Tiếng rất là hay, phải nói là rất là hay và rất là đẳng cấp, phải nói rằng đó. Khi chơi đẩy này các bác để trong nhà thì không phải suy nghĩ gì về chất lượng âm thanh, không phải lo, nó thật là các bác đầu tư một lần và không bao giờ phải lo cái chuyện là phải thay đổi, và không bao giờ lo cái chuyện là công nghệ nó lạc hậu, vì thực sự là cái này nó đi trước thời đại quá xa so với những cái phần còn lại của thị trường. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác. Thì đây em đã lựa một con đẩy này cho các bác. Đấy, rất là đẹp nhá, mặt mũi tai tiếc từ cái tay cầm tai, không có một vết chảy nào luôn. Rất là đẹp. Chỗ này là cái keo dính, em chưa lấy xăng em tẩy thôi. Cái keo giấy nhá, chứ không phải là giò ấy nhá. Đây em quan sát cho các bạn. Đấy, cái keo. Đấy, phía trước phía sau. Đây toàn còn nguyên tem các thứ đâu. Đấy. Bên sau đùi riêng là lành hết. Đấy, nguyên chỉnh cho các bác từ con ốc luôn. Toàn bộ ốc của nó là đều là ốc zin hết. Em tháo là đã vệ sinh, tôi nhìn là cũng giữ lại toàn bộ ốc của nó, không có một con nào phải thay một con ốc nào, toàn bộ ốc dàn ốc xi si, ốc của nó là zin hết. Nắp đẹp hết, không có một vết chày. Đấy, nói chung là có đỉnh cho một con đẩy hàng bãi. Và em đã vệ sinh rất là kỹ, sạch sẽ cho các bác. Từ cái bông lọc gió này em đã tháo ra và giặt sạch cho các bác. Đấy, giặt sạch sẽ hết. Bên trong là vệ sinh sạch sẽ, sấy khô. Và các bác yên tâm để dùng, không cần phải lăn tàn cái gì. Và cam kết khi những cái dòng đẩy này khi đến tay bác thì em sẽ có kèm theo giấy bảo hành cho các bác đàng hoàng luôn. Cam kết và kèm theo giấy bảo hành. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác từng kênh một. Trước khi đây, em sẽ tắt, em sẽ test từng kênh một. Và đây cái chữ mút đây này thì em sẽ tắt, là tắt tiếng đây, là tắt đi. Tắt đi, em chỉ để kênh số 1 thôi nhá, để em mở. Và bây giờ em sẽ mở cho các bác xem. Đấy, để em xem là quảng cáo. Đấy, kênh số 1 chưa. Đấy, em bắt luôn cái này là nó mất tiếng luôn này. Này là tắt tiếng này. Đấy, đấy em đang mở kênh số 1. Lưu ý là các cái đèn này nó không phải là đèn nháy thì độ nhạc quá nhá. Cái đèn bên hông này nó không phải là đèn nháy thì độ nhạc. Nó chỉ là ví dụ như cái bên này là lúc khi nào bị lỗi. Đấy, lỗi thì nó sẽ báo bên đèn này, bên clip này. Còn bên này là khi tắt tiếng tức là bị không có tiếng ra, không có tín hiệu thì nó sẽ ở đây. Nó sẽ hiện cái bóng đèn bên này. Còn trong đây nó sẽ là cái dãy này nó sẽ nháy. Bây giờ mở cho bác xem này. Nó sẽ nháy theo nhạc này. Xong kênh số 1 nha, bây giờ sang kênh số 2. Rồi để test kênh số 2 thì em sẽ tắt tiếng kênh số 1 đi. Đấy, tắt tiếng kênh số 1 cho âm lượng lên và mở tiếng kênh số 2. Đấy, nó đang nháy đèn nha. Rồi tắt tiếng kênh số 2 chỉ sang kênh số 3. Và bây giờ sẽ mở kênh số 3 lên. Đấy, ấn kênh số 3 để mở tiếng. Tiếp theo đến kênh số 4.
Và bây giờ em sẽ mở kênh số 4 lên. Đó là xong nhá. Và bây giờ sẽ coi đến phần cảm ứng. Màn hình là không có điện chết, không có lồi, không có vỏ, không có đứt gì nhá. Đấy, màn hình là chuẩn 100%. Cảm ứng là bấm nhạy bình thường nhá. Đấy, rất là nhạy như thế này. Đấy. Không có bị khóa nhá. Đấy, đây là gain. Gain thì em chưa chỉnh, các bác có thể là tự chỉnh gain. Các cái nút bình thường này, ví dụ nút này, đấy vặn bình thường. Đây. Đấy, vặn bình thường nhá, không có bị liệt bị gì nhá. Đấy. Hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đấy, em vặn đây là các cái số này nó sẽ nhảy theo này. Thấy chưa? Đấy, bình thường nhá. Đấy. Thì hàng thì vẫn còn, bác nào mà có gọi là chịu chơi, chịu chi thì các bác liên hệ trực tiếp với cửa hàng em. Và sẽ có giá rất là tốt cho các bác không cần phải lăn tăn. Thì quan trọng là các bác dám nghĩ, dám làm và dám chịu chơi. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.